Chào tất cả các bạn đến với kênh Thái Nhí Vlog Lời nói đầu tiên Nhí xin gửi lời chúc sức khỏe, chúc bình an Video hôm nay thì Nhí sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một cái mẹo nhỏ Khi mình làm cái món khủ qua dầu thịt đó Mà mình tách cái trái khủ qua ra nó không có bị tét hoặc là bị nứt Cũng như cái cách để mình lấy cái ruột khủ qua ra nó rất là dễ các bạn, rất là mềm luôn Thông thường thì cái trái khủ qua mình lấy ruột rất là cứng Mình phải dùng muỗng hoặc là mình dùng cái cái gì đó để mình cạo nó ra để biết được cách của Nhí hướng dẫn như thế nào thì bây giờ Nhí xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp để tham khảo cái cách làm của Nhí. Đây mình có chuẩn bị 5 trái khổ qua. Thường thì những ngày Tết thì chúng ta hay có những cái món như là khổ qua nhồi thịt nè. Hoặc là khổ qua kho nước dừa nè. Rất là nhiều món ăn từ cái trái khổ qua cho những cái ngày Tết các bạn. Thì hôm nay Nhí sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mình tách cái trái khổ qua cũng như mình lấy cái phần hột phần ruột nó rất là dễ thì để kiểm chứng được cái mẹo này nó có như thế nào thì Nhí sẽ thực hiện trước một trái khổ qua để cho các bạn xem cái cách mình tách ra cũng như cái cách mình lấy cái phần hộp bên trong nó như thế nào nha. Bây giờ thì Nhí sẽ lấy một trái và mình sẽ cắt một lần để mình tách ra. Cái cách trẻ như thế này thì để mình làm trái khổ qua vào thịt. Và bây giờ thì Nhí sẽ tách ra thì các bạn có thể thấy được khi mình tách ra thì cái phần bên dưới của trái khổ qua nó sẽ bị tét theo các bạn có thể quan sát nè mình dùng cái đầu ngón tay mình cạo cái phần gùi bên trong này các bạn thấy không nó rất là cứng luôn như thế này thì chúng ta phải dùng cây muỗng để chúng ta à, nại nó ra thì nó mới ra hoặc là chúng ta dùng cái đầu dao chúng ta khửi nếu mà chúng ta dùng tay đặc biệt là những chị em phụ nữ à, tay yếu hoặc là cái móng tay nó mỏng chúng ta khửi có khi bị xước đầu móng tay luôn rất là nguy hiểm vì cái trái hủ qua mới hái xuống thì nó còn rất là giòn và còn rất là xanh nên trong quá trình chúng ta lấy thì thế nào thì nó cũng sẽ bị tét hoặc bị nứt có khi bị gãy khi mình lấy cái phần ruột của trái hủ qua mà nó bị tét phần bên dưới như thế này thì trong quá trình mình làm cái món hũ qua dồi thịt á thứ nhất thì nó rất là xấu và trong quá trình mình nấu thì cái phần thịt nó dễ bị gớt ra làm cho cái món ăn không được ngon nữa các bạn thì để khắc phục được cái tình trạng này thì nhí sẽ sử dụng một cái mẹo là đem cái trái hủ qua này đi phơi nắng mình sẽ phơi cái trái khổ qua này từ 1 tiếng đến 3 tiếng đồng hồ nếu các bạn có điều kiện thì mình phơi lâu hơn một chút xíu thì cái quá trình mình lấy cái phần ruột cũng như mình tách thì nó càng dễ hơn mình sẽ phơi được 3 tiếng này các bạn bây giờ mình sẽ lấy vô và mình sẽ kiểm tra cho các bạn xem đây nhĩ đã lấy vô rồi các bạn thì các bạn quan sát cái trái qua thì các bạn nhìn thì nó hơi héo một chút xíu Bây giờ thì nhí sẽ lấy một trái và mình sẽ cắt ra và cho các bạn xem coi cái mẹo này thật sự nó có hiệu quả hay không. Bây giờ mình sẽ tương tự mình cắt một lần giống như cái trái hủ qua từ ban đầu. Đây, bây giờ nhí sẽ tách ra cho các bạn xem nè. Các bạn thấy không? Rất là tuyệt vời luôn. Khi mình tách ra thì cái trái hủ qua nó có cái độ dẻo khi mình phơi nắng các bạn, nó bị héo lại đó. Khi mình tách, càng tách thì cái trái hủ qua càng dẻo và khi mình lấy cái phần hột rất là dễ luôn các bạn thấy không cực kỳ đơn giản luôn mình chỉ dùng ngón tay mình tách nó ra thì cái phần hột nó ra không như ban đầu mà mình dùng cái muỗng mình khửi nó ra nó mới ra các bạn mình nghĩ cái mẹo này cực kỳ đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rất là lớn khi mà chúng ta làm những cái món ăn như thế này nè mà cái số lượng càng nhiều thì mình áp dụng cái mẹo này thì chúng ta lấy cái phần ruột bên trong rất là đơn giản và khi mình tách ra thì cái trái khổ qua nó không có bị tét hoặc là bị gãy giúp cho cái món khổ qua dùng thịt được ngon hơn, thẩm mỹ hơn và đẹp mắt hơn. Và mình sẽ tách một trái nữa cho các bạn xem. Thì với những cái trái khổ qua này thì nhí sẽ thực hiện một món là khổ qua dùng thịt chay. Thì nếu bạn nào mà yêu thích cái món chay thì nhớ cho nhí xin một like và giúp nhí chia sẻ những cái thông tin này cho bạn bè gần xa được xem. Và bạn nào lần đầu tiên đến với kênh thì nhớ cho nhí xin một lượt đăng ký kênh để nhí có nhiều động lực chia sẻ nhiều cái món ăn ngon hơn để phục vụ cho tất cả các bạn. Nguyên liệu để làm món khổ qua dùng thịt chay thì Nhí có chuẩn bị là 50g cà gót sắc nhiễn, 30g nấm mèo cắt nhiễn, một ít ngò gí cắt nhiễn, hai miếng đậu hũ trắng và hai lọn bún tàu. Thì với bún tàu và cái nấm mèo thì mình sẽ ngâm nước sôi và mình rửa sạch nha các bạn. Sau đó mình sẽ bầm nhiễn. Bây giờ thì mình sẽ đi trộn phần nhân và mình sẽ niêm gia vị với số lượng nhân như vậy thì mình à, sẽ nêm vào đây à, một muỗng cà phê đường nhỏ một muỗng cà phê hạt niêm mình nêm vào đây à, một ít tiêu và nửa muỗng cà phê bột ngọt với lại à, hai muỗng cà phê nhỏ nước mắm thì đây là tất cả các à, gia vị điều chay tiếp theo thì mình à, cho vào đây ba muỗng cà phê nhỏ bột mì để khi mình trộn cái phần nhân á, nó có cái độ kết dính, nó giúp cho cái phần à, nhân nó dẻo hơn và nó mềm mại hơn. Bây giờ thì mình sẽ dùng tay à, mình bóp cái miếng đậu hũ cho nó mịn ra, cũng như mình trộn cho cái phần nhân này nó đều gia vị. Cái phần trái hủ qua thì à, nhí cũng đã rửa sạch và mình à, để ráo nước. Mình chỉ chuẩn bị thêm một ít cái cọng hành à, mình luộc lên cho nó chín như thế này, để mình à, bó lại cho cái trái hũ qua nó đẹp đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ dồn cái phần nhân vào trái hủ qua và mình sẽ đi hầm. Bây giờ mình lấy cái muỗng mình múc cái phần nhân và mình dồn vào trong trái hủ qua. Sau khi mình dồn vào xong thì mình sẽ dùng cọng hành lá mình bó lại. Đây các bạn nhìn không? Rất là đẹp luôn. Bây giờ nhí lấy cọng hành lá mình sẽ buộc lại. Như thế thì mình tạo một cái điểm nhắn cho cái món hủ qua mình nó đẹp hơn. đây các bạn à, mình đã buộc xong rồi nè các bạn có thể thấy được cái trái hữu hoa dùng thịt rất là đẹp luôn và như thế này thì mình sẽ làm hết những cái trái hữu hoa còn lại và mình sẽ đem đi hầm nha các bạn đây nhí đã làm hết 5 trái bây giờ thì nhí sẽ chuẩn bị một nồi nước để mình hầm cái trái hữu hoa với cái món chay thì mình sử dụng một trái dừa tươi mình kèm thêm một ít nước lọc nữa Bây giờ Nhí sẽ nêm vào đây một ít muối, một ít bột ngọt, một ít bột niêm với lại một ít dầu ăn. Khi cái phần nước sôi lên thì mình sẽ cho khổ qua vào. Và cái thời gian hầm cái trái hủ qua dùng thịt thì các bạn hầm đúng 30 phút Tính từ thời điểm mà các bạn cho cái trái hủ qua vào Như vậy là vừa luôn, không có quá mềm mà cũng không có quá cứng nha Sau 30 phút thì mình sẽ niêm lại xem coi cái vị nó như thế nào và đồng thời lúc này thì các bạn cũng có thể điều chỉnh theo cái vị của mình Đây các bạn, cái trái hú hoa khi mình hầm lên đó, rất là đẹp luôn các bạn Bây giờ mình sẽ múc ra tô và mình sẽ niêm vào đây một ít ngồi gí nữa Đây các bạn, món ăn đã hoàn thành Các bạn nhìn không, rất là hấp dẫn luôn và năm nay cái Tết cũng đang cận kề rồi các bạn. À, hàng ngày, hàng năm thì chúng ta ăn thịt rất là nhiều rồi. À, nhí nghĩ năm nay là nhí sẽ làm một cái nồi hủ hoa dùng thịt chay. Để gia đình cùng ăn và cùng đón năm mới. Hy vọng một năm mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Còn bây giờ thì nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Bye bye các bạn.